Xin chào tất cả mọi người nha, lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn làm sao tô màu cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Bây giờ mình sẽ tô màu cho các bạn. Đấy, bắt lẻ lên này. Em về hai thằng với em đỏ thì là có gì hết nè rồi. Thôi đưa đây này nha. Không. Anh đánh chế như lửa chùa. Chế pha tí thì anh sẽ chế lên chợ. Vì chúng ta anh có lẽ sẽ chế lên chợ. Chế phi phai móc này. Không hiểu sao tim đứng ở giữa thế nào lại để nó móc móc cái đường màu xanh nhà mình lên nó móc lên. À đây này đây thì thắng chợ gì đây? Đâu. Thật kia nó không đi khiêm gì. Đi đâu? Đi viện với bà là cái gì? Nó đi viện với bà. Đó, đọc đi, mặt thì cục. Đọc sai này đọc được. Đưa đây, mặt thì mặt quay cả. Đưa đây, anh đi ra mà. Đi ra. Không, đánh cái gì? À, trên đấy có cái bệnh viện. Ôi mấy ông Xuân Giang. Ôi bị cay ép đó, đã chết thì thôi. Nó là cái cay ép của mình. Ôi giờ học đi. Và đây là em cùng trên cái đó nha. Ừ, ừ. Cùng trên cái đó. Đấy, xong rồi dài đến hút cả hai mạng. Thế nhưng mà em đi chơi không đấy? Không. Không chơi. Và tuyết tay mình. Ơi quá. Thôi đưa đây để anh lật kèo. Thách anh lật được. Cái đi tổng là bao nhiêu? 14-24. Em giữ 4 không? Đường AD của mình thì mình làm được một đường ở đây. Trong màu xong các bạn nghe cho mình xin một like vào cái kênh. Ôi thế điện thoại em tới là gì? Là đây chứ là để tới cái nó mất rồi cực bình chứa. Long que ông so sạc để máy sạc ở đây nhé. Chiều anh đánh lên quần nhỏ. Chiều viên nghe. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là mình đây.
ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn làm sao tô màu cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Thua à? Về. Đây. Về đi. Về 12 giờ này. Ừ. Các bạn, tôi chia hỏi lại 84 tiếng rồi.
Nếu tôi mà xong